Báo Indonesia, Việt Nam vượt trội về sức mạnh. Tờ Indo Sport nhận định đội tuyển Việt Nam và UAE vượt trội so với Indonesia trong hai cuộc chiến sắp tới ở vòng loại World Cup 2022. Sau hai lượt trận đầu tiên, Indonesia trắng tay và nhận đến 6 bàn thua khi gặp Malaysia và Thái Lan. Mới đây, tờ Indo Sport phân tích Indonesia kém hơn rất nhiều so với hai đối thủ UAE và Việt Nam. Hai trận đấu sắp tới không dễ dàng một chút nào với đội tuyển Indonesia. Còn về sức mạnh, UAE và Việt Nam có những phẩm chất cho thấy còn nhỉnh hơn so với Malaysia và Thái Lan. Việt Nam vượt trội về yếu tố kỷ luật, chiến thuật và cả tốc độ, trong khi đó UAE rất mạnh về kinh nghiệm và thể lực. Bằng chứng là UAE thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách, còn Việt Nam có trận hòa 0-0 trước Thái Lan. Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Scotland Simon McManamy vẫn chưa thể tìm lại hình ảnh trong quá khứ. Bản thân ông McManamy gần đây không còn nhận được sự ủng hộ trong nước, xuất phát từ hiệu suất kém. Bên cạnh vấn đề về triệu tập cầu thủ, huấn luyện viên Simon McManamy bị chỉ trích vì loại bỏ một số gương mặt đang có phong độ cao, chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng không thành công. Indo Sport phân tích UAE và Việt Nam đều có lối đá hiện đại, không hề đơn giản với Indonesia. Việt Nam, với tốc độ và kỷ luật, phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát cũng như lưu chuyển bóng khu vực, lối đá này không dễ hóa giải. Trong danh sách sơ bộ của Indonesia hiện tại, 11 người từng được triệu tập ở lần trước bị loại và có 12 gương mặt mới. Indonesia hiện đang có mặt ở UAE trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến với đội chủ nhà ngày 10 tháng 10 và tiếp Việt Nam sau đó 5 ngày ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất về trận đấu. Các bạn hãy ấn vào chữ đăng ký để ủng hộ kênh để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.